Hi mọi người, hôm nay mình sẽ ăn nấm kim châm với sốt ớt cay cấp 10 cộng 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 nha mọi người. Do là cái món này rất là nhiều bạn đam mê luôn nên hôm nay Kim làm lại nè, biến tấu cái công thức sốt cho nó cay hơn nữa. Thì hôm nay mình mua được 4 bó nấm kim châm bự nha. Thì mình cắt ra rồi mình đem đi ngâm với nước muối cho nó sập. Trên đó mình sẽ bằm ớt nè, cắt hành tím luôn. Lần này thì Kim sử dụng ớt hơi nhiều nha. Có ớt hiểm tươi nè, ớt khô nè, ớt bột nè, và tiêu cay nữa. Nấm kim châm sau khi mình rửa sạch thì bây giờ mình đem đi luộc nè. Với loại nấm này mọi người nên luộc vừa chín tới. Lúc mình ăn nấm sẽ có vị giòn giòn rất là ngon nha. Bây giờ mình sẽ đi nấu sốt nha mọi người. Đi hành tím cho thơm rồi mình cho tầm một chén nước vào. Mình cho ớt bột, tiêu, ớt khô, ớt hiểm nữa nha. Mình trộn đều lên rồi mình cho 2 muỗng tương ớt. Mình đem gia vị theo khẩu vị mọi người ăn. Nhưng mà đang đứng nấu sốt thì cái mùi nó cay quá. Đã biết sắp sưng mỏ rồi. Mình phải dặm trong bụng mình một cây thịt nghệ sa vong vị chuối đó mọi người. Đang riết thành một thói quen của mình mỗi ngày đó. Nào mình cũng ăn một hai cây hết trơn á. Vị chuối rất là thơm và dễ ăn nữa. Nó tốt cho sức khỏe cũng như bao tử của mình. Bây giờ là bước cuối cùng, mình cho cái sốt xăm giang vô nha. Sau khi cái sốt mình nó sệt lại, bây giờ mình sẽ quét lên nấm kim châm để tầm 10 phút. Cho cái sốt nó thấm vào nấm ăn sẽ rất là ngon hơn. Bạn nào mà làm theo cái sốt của mình thì hãy giảm đồ ớt lại nha. Thì thật sự rất là cay luôn. Lúc mình đứng nấu thì nước mắt mình đã chảy rồi đó mọi người. Bây giờ mình lại ăn giảm thêm một cây nữa nè. Nó vừa ngon vừa tốt cho bao tử của mình. Trong hạch này có nghệ cũng như sợi sa vong rất là tốt. Cả trẻ lớn bé đều ăn được nhiên. Và mình đã sử dụng và tin tưởng mấy tháng nay rồi. Nói chung là cái hạch nghệ sa vong vị chuối này rất là ok nha mọi người. Vừa ngon vừa thơm vừa dễ ăn, tốt cho sức khỏe luôn. Nấm kim châm mình đang ăn nè, nó cay quá trời cay luôn. Mà thật sự nó rất là ngon nha. Ăn dễ bị ghiền. Ăn rất là nhiều lần luôn nhưng mà vẫn ghiền đó mọi người. Lúc này là mình đang tận hưởng sự cay nồng của ớt đó mọi người. Nhưng mà vì nó ngon quá nên mình ăn bất chấp luôn đó mọi người.